sau bài hát này, có lẽ anh sẽ là một người khác, một người xa lạ, nơi cuối con đường hướng theo mỗi bước chân em đi. Vì cảm xúc chợt đến và hình ảnh em hiện về, em nhìn anh và em cười, em anh trong vòng tay. Và nếu anh rời khỏi nơi đây, anh sẽ chỉ là một người xa lạ, vì thế giới bên ngoài thật khác. Và anh biết rằng sẽ có rất nhiều người chê anh sau bài hát này, khi anh đã không còn là anh. Anh đã không quan tâm vì em đã đến mang cảm xúc trong anh đi xa mãi, mang luôn trái tim anh đi rồi. Và bắt đầu những ngày mới, nơi phía cuối con đường, anh như một người xa lạ đang đứng nhìn em bên ai và vui cùng ai bên ai. Và nơi đôi tay đó có còn hơi ấm của anh không, và đôi trái tim đó có còn rung động vì anh không, và trong đôi mắt đó tồn tại chút gì vì anh không. Người đó sẽ dừng lại, người đó chính là anh.